Anh em, một thớt tuner hay còn gọi là thớt radio của dòng Chio, cũng lại là hàng siêu đẹp luôn, cả ngửa bụng luôn, để anh em cùng xem. Những cái thớt này nó nặng lắm anh em nhé. Đấy, sắt siêu bảy màu đẹp chưa, zin đét luôn. Và quan trọng là cái mặt tiền này, nó siêu đẹp luôn anh em. Đấy, đó, chưa cắm đè. 1,4 triệu bao ship cho anh em, từng chi tiết luôn. Anh em nào có những dòng âm ly Chio đặt vào tuyệt vời luôn, hoặc là anh em đặt vào âm ly 8,800, 8,900 cũng tuyệt vời anh em nhá. Bởi vì cái thiết kế của những cái thớt này rất giống với những cái thớt tuner hoặc radio của 8,800, 8,900, hoặc là những con âm ly 9,800, 9,900. Đó, nó có cái chiều dày rất giống luôn, rất giống anh em ạ. Đó, bề ngang thì là 43, nó chênh khoảng 1 cm tổng, và mỗi bên nửa cm thì anh em đặt vào nó vẫn như nhau nhá, nó vẫn gần như nhau luôn đó, nên là cái vấn đề đó không phải nghĩ. Này, bật đèn lên đẹp chưa anh em, này nền màu đen, đèn sáng nên nó khá nổi. Cái dòng này nó làm khá giống với thớt radio của 8,800, 8,900, bán 1,4 triệu bao ship cho anh em. Mặt sau này 100V 14W, đẹp hơn cả âm ly. Lấy tín hiệu vào chạy này, mang tính chất trưng bày thôi. Anh em đặt vào những con âm ly to to, dày dày cho nó đẹp. Bệnh viện của các trung tâm hemophili sẽ quan tâm hơn để mà thúc đẩy cái việc chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân hemophili được diễn ra một cách thường xuyên. Nếu như mà cái chi phí cho việc chẩn đoán người mang gen và chẩn đoán trước sinh mà được bảo hiểm chi trả, thì thứ nhất là chúng ta có thể dự phòng được những cái thế hệ sau bị bệnh. Cái thứ hai nữa, chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều chi phí cho cái việc mà một cái đứa trẻ đẹp không tì vết luôn. Nhiều khi âm ly muốn được đẹp một con cái sản phẩm đẹp như này không có, hiếm. Thông tin y ở Hà Nội thì thường có những đình đài 8,990, 9,91. Còn anh em ở tỉnh thì không biết có không, thì cửa hàng luôn nói với anh em là nó mang giá trị trưng bày size 43 anh em nhá. So với Peeler là lớn hơn 1 cm, nhưng mà nó chênh nhau mỗi bên nửa cm nên anh em đặt vào nó vẫn như nhau, gần như không khác biệt. Sóng kém cho đoạn dây điện vào đằng sau anh em nhé, để nối về giữa cái này trên, cái này vặn đúng tần số, đây to nhỏ cái đường âm thanh ra. Triệu tư bao ship cho anh em, con này là Chio 7,000 mấy đấy, 7,100. Dòng âm ly Chio nó có nhiều mã, 7,001, 7,003, 7,005, 7,000, rồi 8,000, 9,000, 9,003.